5 phút ngày 7 tháng 9 năm 2022, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn phát hiện bắt quả tang 19 đối tượng nam nữ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke Trà Cổ có địa điểm tại huyện Hữu Lũng. Qua test nhanh tại chỗ, có 16 trong 19 đối tượng dương tính với chất ma túy. Hay ngày 22 tháng 9 năm 2022, tại cơ sở massage Lộc Phát, số 465 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Kỳ Tân Quý và tại cơ sở massage Phước Lộc Thọ, số 43 đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, Công an bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Thực tế, quá trình điều tra bắt giữ các vụ việc liên quan đến tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, đánh bạc v.v. cho thấy rất nhiều vụ việc xảy ra tại các cơ sở lưu trú, dịch vụ karaoke, massage, vũ trường, v.v. Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, trong 9 tháng đầu năm 2022, cả nước có 135.873 cơ sở kinh doanh có vi phạm với số vụ là 7.744 vụ. Những vi phạm của những cơ sở này nếu không được phát hiện và xử lý ngăn chặn kịp thời thì rất có thể sẽ là mầm mống của nhiều vụ việc mất an ninh trật tự, gia tăng tội phạm, cụ thể như hoạt động tín dụng đen tại các cơ sở cầm đồ, hoạt động tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, đánh bạc tại các khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke, vũ trường, v.v. Theo Nghị định số 96 NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, có 22 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Hiện nay trên cả nước có hơn 137.000 cơ sở và hơn 487.000 người làm nghề. Việc quản lý và theo dõi chặt chẽ các cơ sở kinh doanh này mang một ý nghĩa lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phòng chống tội phạm. Nhà nước giao cho ngành công an quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với ngành nghề nhằm bảo vệ và tạo môi trường lành mạnh để kinh doanh theo đúng pháp luật, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng ngành nghề để hoạt động phạm tội và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở đây là quản lý đồng bộ cả về người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, người làm nghề và các khách hàng. Tất cả các cơ sở khi có đủ điều kiện về an ninh trật tự, tức là các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, điều kiện về người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự và các điều kiện khác thì được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ theo pháp luật. Xác định được vai trò và trách nhiệm của lực lượng trong công tác quản lý, kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, góp phần phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm tại các địa bàn cơ sở, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tập trung vào các giải pháp trọng tâm. Có cái 4 giải pháp trọng tâm. Một là đẩy mạnh cái tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đến các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình để hiểu và tự giác chấp hành, không lợi dụng cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để làm trái pháp luật. Cái thứ hai là tham mưu cho các cấp chính quyền có các giải pháp đồng bộ để chỉ đạo các ngành có liên quan, nhất là ngành văn hóa, ngành du lịch, ngành công thương, ngành tài chính phối hợp chặt chẽ với cái lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm. Ba là tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong ngành công an, nâng cao cái trách nhiệm của công an cơ sở, xã, phường, thị trấn, đồng thời cần tập trung đấu tranh ở những lĩnh vực địa bàn trọng điểm, đặc biệt là phải xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm. Bốn là cái hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bịt kín các kẽ hở cũng như các khoảng trống mà các đối tượng có thể lợi dụng hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật. Cần ứng dụng cái thành tựu khoa học công nghệ trong cái hoạt động quản lý hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội tại các địa bàn cơ sở đã căn cứ thực tiễn tình hình tại địa phương để triển khai các nhóm giải pháp cơ bản, đồng thời có sự sáng tạo phù hợp đặc điểm vùng miền. Trên địa bàn huyện Hà Trung hiện nay về chúng tôi luôn luôn chú trọng về cái công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trên địa bàn huyện Hà Trung tổng số có 86 cái cơ sở kinh doanh ngành nghề kinh doanh đầu tư có điều kiện, thì chúng tôi đã tập trung quản lý
trực tiếp tất cả các cái cơ sở này để đảm bảo các cái cơ sở hoạt động theo quy định của pháp luật. Trong 86 cái cơ sở thì chúng tôi chú trọng quan tâm đến 22 cái cơ sở kinh doanh karaoke. Đây là những cái cơ sở mà có tiềm ẩn các cái nguy cơ phát sinh các cái loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Chúng tôi thực hiện theo cái kế hoạch tổng kiểm tra của công an tỉnh cũng như của ủy ban huyện, thì chúng tôi đã tăng cường cái công tác kiểm tra, góp phần vào cái công tác phòng ngừa chung của các cái loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đây là buổi tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an xã tại thôn Tam Quy, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng công an xã đến từng hộ kinh doanh để tuyên truyền kiến thức pháp luật, kiến thức phòng cháy chữa cháy cho các gia đình. Ở các xã trong huyện Hà Trung, tuy số lượng các cửa hàng karaoke, massage rất hạn chế và quy mô nhỏ lẻ, nhưng lại có sự kết hợp kinh doanh nhiều mặt hàng dịch vụ, vừa là cơ sở kinh doanh, vừa là nhà ở. Do đó, lực lượng công an xã thường xuyên đi từng ngõ, gõ từng nhà và ra từng đối tượng nhằm nắm bắt đặc điểm riêng của từng hộ kinh doanh để có sự tư vấn và hướng dẫn tuân thủ pháp luật phù hợp. Nói chung là các cái quán ra karaoke, lực lượng cảnh sát thì đến nhắc nhở và có cái sự cam kết để làm sao thực hiện tốt về cái công tác an ninh của xã hội. Và như vậy là cam kết rồi thì tuần sau lại kiểm tra lại xem có thực hiện đúng hay không. Thì nói chung là ở đây là ta thực hiện cũng rất tốt. Được tuyên truyền và nhận thức tốt về sự cần thiết phải tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, các hộ kinh doanh tại huyện Hà Trung đều tham gia ký kết, đảm bảo không vi phạm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, phối hợp tốt với lực lượng công an xã trong cung cấp thông tin về an ninh trật tự. Là trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của cả nước, thành phố Hà Nội là một trong những địa bàn tập trung số lượng lớn các cơ sở lưu trú, dịch vụ karaoke, massage, v.v. Xác định được tính chất phức tạp của địa bàn và nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã mở các đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở kinh doanh thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đặc biệt tập trung vào các cơ sở nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện các nghiệp vụ, đặc biệt là công tác điều tra cơ bản, thì chúng tôi cũng đã tiến hành rà soát tất cả cơ sở kinh doanh điều kiện, nhất là cơ sở có tiềm ẩn các nguy cơ vi phạm pháp luật về liên quan đến hoạt động tội phạm, thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành công tác đấu tranh và đặc biệt là hướng dẫn đối với các cái cơ sở. Ngoài ra thì đối với các cái địa bàn mà có phức tạp về an ninh trật tự và có các cái nguy cơ nhiều về các cái đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh kiện, thì chúng tôi đẩy mạnh các lực lượng liên quan đến công tác tuần tra kiểm soát cũng như là thường xuyên nắm bắt các cái hoạt động của cơ sở, và đặc biệt là đối với các chủ cơ sở thì chúng tôi thường xuyên trao đổi, đặc biệt là trong vấn đề ký cam kết để đảm bảo an ninh tự trong cái dịp mà, đặc biệt là cao điểm hiện nay là liên quan đến Tết Nguyên đán và sắp tới trong các cái dịp mà các kỳ lễ lễ hội trong cuối năm của thành phố. Theo thống kê, qua đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm triển khai từ 15 tháng 11 năm 2022, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra trên 8.000 các cơ sở kinh doanh, phát hiện và xử lý vi phạm hơn 600 cơ sở, lập biên bản phạt hành chính với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát khu vực cũng đồng thời tuyên truyền hướng dẫn pháp luật tới chủ các cơ sở kinh doanh và nhận được sự phối hợp cung cấp thông tin từ chính các cơ sở này để kịp thời cập nhật thông tin về an ninh trật tự, tình hình tội phạm. Tôi cảm thấy là khá là an toàn khi làm việc tại đây, mọi thứ đều rất là ổn. Trong quá trình kiểm tra thì tôi thấy là trong trường hợp mà có gì mà chúng tôi thắc mắc hoặc chúng tôi không hiểu thì các cán bộ cũng có tư vấn tận tình để hướng dẫn cho chúng tôi để hoàn thành các bộ hồ sơ cho đúng thủ tục về mặt pháp luật. Hiện tại với các cái vấn đề liên quan đến sự việc, sự cố liên quan đến khách hàng, trong trường hợp mà bên công an có thông báo đến khách sạn của chúng tôi thì chúng tôi cũng có dặn dò các bộ phận lễ tân, khi mà có khách check-in có tên, có thông tin mà đúng như công an người ta đang truy nã thì chúng tôi ngay lập tức sẽ thông báo đến các anh ấy bằng đường dây nóng qua công an phường hoặc là qua số điện thoại cá nhân của các anh mà đã cung cấp. Thì sau đó thì các anh sẽ tiến hành công việc và sẽ đến xử lý ạ. Để công tác nắm bắt tình hình và cập nhật thông tin liên tục trong điều kiện lực lượng chính quy còn mỏng, lực lượng cảnh sát khu vực đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân phòng tại xã, phường để cùng thực hiện các hoạt động tuần tra kiểm soát. Cán bộ cảnh sát khu vực đã xuống địa bàn để phục vụ phối hợp với tổ trưởng dân phố đi cam kết
thực hiện cái trật tự an ninh của địa bàn, của tổ dân phố, của những nhà kinh doanh. Chúng tôi như vậy là thực hiện rất là chú tất, cũng như là các đồng chí bảo vệ cũng như là cảnh sát khu vực thì chúng tôi thường xuyên xuống hàng tháng xuống để kiểm tra đôn đốc tất cả các cái nhà hàng kinh doanh cũng như là các cái nhà hàng karaoke thì đúng thời gian quy định của nhà nước. Đồng thời với hoạt động tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác dân vận, phát huy tinh thần tham gia phòng chống tội phạm ở nhân dân. Các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, vi phạm quy định của pháp luật về an ninh trật tự sẽ được người dân thông báo tới cảnh sát khu vực để có các giải pháp ngăn chặn kịp thời. Về an ninh trật tự ở đây thì là tuyệt đối rồi. Để nói về các đồng chí cảnh sát khu vực rồi là nói chung là cũng luôn luôn quan tâm đến cuộc sống của bà con, rất là chú đáo và thường xuyên là xuống thăm hỏi rồi là cũng nhắc nhở bà con về trật tự an toàn an ninh xã hội rồi là phòng cháy chữa cháy. Hoạt động của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được người dân ghi nhận và đánh giá cao, góp phần tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, tạo sự an tâm cho người dân và du khách đến Hà Nội. Các anh thường xuyên đến để hỗ trợ cho khách sạn ấy. Thì lượng khách ở đây thì rất là an tâm, tin tưởng vào cái sự an ninh ở khách sạn, nên là khách sạn em thường có khách lưu trú rất là đông ạ. Ngoài những biện pháp nghiệp vụ cơ bản, một trong những giải pháp được xem là đột phá của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội trong công tác kiểm soát hoạt động của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đó là chỉ đạo các địa phương triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an đối với hai lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Đây là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân khi đầu tư kinh doanh các lĩnh vực, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hiệu quả là một trong những khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử trong thời gian tới. Việc quản lý hành chính được đơn giản hóa, góp phần tạo điều kiện cho người dân khi kinh doanh, nhưng cũng đồng thời tạo ra cơ sở dữ liệu số hóa minh bạch, góp phần đắc lực trong công tác quản lý của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đối với hoạt động triển khai dịch vụ công trực tuyến thì hiện nay thì theo chỉ đạo chung của Bộ Công an thì tất cả các cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà thuộc phải làm thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự thì chúng tôi đều đã thực hiện trên một điện tử. Đối với 100% các cơ sở kinh doanh đều đã được cập nhật lên hệ thống dữ liệu quốc gia dân cư. Và hiện nay thì khi mà bất kỳ một doanh nghiệp tổ chức nào có nhu cầu để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đều có thể thực hiện trên môi trường điện tử và thực hiện trực tiếp tại trên cổng dịch vụ công quốc gia. Khi đó chúng tôi sẽ, đối với tại bộ trụ sở chúng tôi đều bố trí những cán bộ để hướng dẫn các doanh nghiệp nếu trong trường hợp là người ta chưa nắm bắt được thông tin, hướng dẫn họ thực hiện trên môi trường điện tử để đảm bảo là 100% tất cả hồ sơ khi được nộp và tiếp nhận đều được thực hiện trên môi trường. Và có trong quá trình thì trả kết quả thì chúng tôi phối hợp với cả bưu điện để trả kết quả tại trụ sở các cơ quan để hạn chế cái việc là họ không phải đến trực tiếp. Như vậy, nhờ có sự kết hợp giữa các biện pháp nghiệp vụ cơ bản cùng các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các địa phương đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, góp phần đắc lực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm tại các địa phương trên cả nước. Sau đại dịch COVID-19, nền kinh tế khôi phục cùng với sự mở cửa trở lại của các khách sạn, nhà hàng, các cơ sở vui chơi giải trí là nhiều vấn đề về an ninh trật tự cần được quan tâm. Thế nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng nói chung và lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng, tình hình an ninh trật tự tại tất cả các địa phương trên cả nước vẫn luôn được duy trì ổn định, tạo sự an tâm cho người dân và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh cho các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế của đất nước.